bị fan ném đá vì dí style, fanpage Vset vội vàng xóa bài trong đêm. Kể từ khi Gam thất bại tại MSI 2023, cộng đồng Liên minh Việt đã nổ ra khá nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong đấy có không ít ý kiến chê bai nhà đương kim vô địch Vset khi để thua đối thủ đến từ khu vực Mỹ Latin. Đặc biệt, nhiều fan cũng chỉ trích màn lướt e nhanh như điện qua tường của Jerry trong tay style. Đến giờ, đã một tháng kể từ ngày Gam chia tay MSI, cộng đồng cũng đã ít bàn tán hơn về vấn đề của nhà vô địch Vset cũng như việc style chia tay đội. Vậy nhưng mới đây, fanpage Vset đột ngột đăng bài về style dù còn khá nhiều tuyển thủ khác chưa tìm được bến đỗ trong mùa này. Sau đó sẽ ra sao? Style đi đâu về đâu? Style sau một mùa giải biến động với Gam Esports sẽ có quyết định như thế nào ở mùa giải tiếp theo? Anh em cùng dự đoán nha! Dĩ nhiên, có không ít người để lại những cái tên đội tuyển mà cựu thành viên Gam có thể sẽ gia nhập. Trái lại, có khá nhiều game thủ chỉ trích, ném đá fanpage vì cho rằng bài đăng này được chia sẻ để kích vua cũng như dí style trước thềm Vset mùa hè. Kết quả là ngay sau đấy ít giờ, fanpage đã xóa bài đăng về tuyển thủ style. Nhìn lại lịch sử, đây cũng không phải lần đầu mà fanpage của một giải đấu có bài đăng gây tranh cãi với các tuyển thủ. Bởi vậy, vụ việc này vẫn đang nhận được khá nhiều quan tâm.